Hello, xin chào mọi người nhá. Hôm nay thì mình sẽ làm về cây AWM Inferno Dragon, một cây AWM VIP khá là tuyệt vời. Hồi trước thì làm trong một vòng quay 100 game nhưng bây giờ chắc là tuyệt chủng rồi. Trời ơi, đen quá. Chưa gì đã làm Zoom Bay. Em mới bước chân lên thùng hàng, chưa kịp làm thịt cái thùng hàng thì đã chưa kịp làm chủ cái thùng hàng thì đã bán mạng cho Zoom Bay rồi. Trời ơi, gì ấy kinh quá. Ra đây bạn ơi, chúng ta cùng giao lưu Slip. Rồi bạn cứ lách thì mình vẫn cứ Slip thôi. Rồi lách đi. Rồi kinh quá. Lại đây. Sao lưng bạn ơi. Sao lưng. Rồi thôi xong, bạn ấy đã di chuyển sang chỗ khác. Úi rồi, bạn ấy chơi kiểu lừa tình ấy, thời gian thấm thoát thôi đưa. Kiểu gì anh cũng sẽ lừa được em ấy, kiểu đấy, nhưng mình khó lừa lắm bạn ơi. Mình là một cái dạng gì đấy, không phải dạng vừa. Có hero ấy. Rồi chơi tất. Hero thì chúng ta sẽ chơi kiểu hero. Thanh niên kia là bỏ mạng bởi Zombie nó quá là vi diệu. Bớt nguy hiểm với tôi hộ cái. Đây này. Đúng rồi. Còn một máu thôi. Không biết là 1 hay 2 máu nhưng gần chết rồi. Ôi, đen cho bạn rồi. Cuộc tình dù đúng dù sai nhưng thằng Zombie non vẫn là thằng chết đầu. Rồi thằng tơ chết rồi. Bạn làm cái gì nữa? Không ai bao bọc trẻ chơi cho bạn. Đây lướt đường nào. Rồi lát F12 kích thằng tơ đi. Thằng tơ phí quá. Trận này tự dưng chết đầu. Quá đen. F11 hay F12 nhỉ? Rồi mình méo nhớ luôn. Đây. Này đi. Nguy hiểm với tôi này. Rồi. Bay nhảy như đòn nặng. Rồi. Bảo sao. CM toàn siêu nhân tập kích qua. Nguy hiểm. Alo, ai nghe không? Ai nghe không? Mình không nghe. What the fuck? Cái này có chat voi đâu bạn ơi. Đùa. Chơi Zombie tự nhiên vẫn đòi chat voi. Cạn lời. Chat voi thì hãy qua C4 đi bạn ơi. Ở đây Zombie. Map Zombie nó khác. Các thanh niên bắn C4 nhiều quá thì lú lẫn qua Zombie. Đây, cậu này gãi ngứa Zombie. Không ngứa. Tuyên bố là Zombie không ngứa. Phải bắn như này thì tới đời nào mới giết được Zombie đây. Rồi tới đời tóng anh em ạ. Đúng rồi. Thôi, cầm lục nó xỉa cho nó nhanh đi. TML nào. AWM, một cái khẩu súng mà VIP. Rồi, bắn Zombie chả ngứa tí nào. Rồi hãy cùng ân ST đi gãi ngứa Zombie bằng cây AWM VIP. Hóa là dã man đi nha bạn. Bắn còn thua cây lục. Tại em bắn cây lục còn phê hơn cây này. Đúng dã man. Rồi, lách này lượn. Trời ơi, bao nhiêu cái nòng súng nào nó đang chĩa vào mặt bạn thì bạn lách đi đường nào. Đường nào cũng là súng thôi. Úi dồi ôi, khá là nhanh. Tuy nhiên di chuyển rất nhanh. Nhưng không được rồi, nằm xuống rồi. Quá khổ cho em ý rồi. Sao lại hiếp em ý nhiều quá. Bớt thôi, cho người ta sống với. Sống như các bạn thì chỉ có nước giết người. Rồi thôi, chắc là mình sẽ đi chỗ khác đi. Đứng cover cho mấy anh em đấy đúng quá thâm rồi. Cận chiến. Đúng rồi. Cận chiến đấy. Đúng rồi, gì ấy. Một pha liều mạng này. Đây. Liều mạng này. Rồi, nguy hiểm với tôi đi. Bạn đừng đùa. Đúng rồi. Chết một bé rồi. Rồi, đây. Quay lại. Đúng rồi. Nguy hiểm với tôi đi. Này thì nguy hiểm với tôi đi. Rồi. Có khi nào trên đường đời tâm đập ta vô tình đâm phầm vập vào nhau. Đấy là cái câu châm ngôn dành cho những pha lúc nãy. Rồi. Á đủ. Nhây với tôi này. Bạn lại cứ thích nguy hiểm. Ui, cái tin mới. Rồi ơi. Tự dưng cái chém vào đầu nó không dính đấy. Cạn lời. Rồi pha đấy trúng người nó không chết. Thanh niên xét đánh không chết là đây. Dao đâm không chết. Biết cái gì đâm cho chết bây giờ. Quá là hên. Rồi lấy búa mà giã vào đầu thôi. Bây giờ không có búa, chỉ có rìu thôi. Lấy rìu mà giã vào đầu nó xem nó có chết không. Chứ như này em thấy sai rồi. Lục mà giã găm vào đầu cái kia mà không chết thì đúng là Không biết làm cái gì cho nó chết bây giờ. Ôi, mình cứ nghĩ mình làm zombie, mình đứng sau lưng đó để mình cào. Ê meo nào em không làm zombie. Khốn nạn thế cơ. Rồi, cũng rồi. Quay ra sau lưng. Im một lũ zombie. Rồi bạn, các bạn cứ nguy hiểm đi. Chúng ta sẽ cùng hấp diêm. Rồi, quay lại đây. Rồi, rồi lên đây, cận chiến nào. Rồi, đấy, 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 nguy hiểm vào. Đấy, cứ thích được các bạn, cứ nguy hiểm đi. Và tôi chả sợ. Rồi, thả cái định mệnh thì hãy từ từ xem nào. Nguy hiểm quá. Rồi, một bầy zombie đang đuổi theo. Mình thì chỉ có cầm cây lục vít thôi. Nhưng đủ cân tất rồi. Rồi, quay lại đây. Úi dồi ôi. Này thì nguy hiểm với tôi này. Thà khốn nạn công khai còn hơn giả nai thánh điện. Tao mà sợ chúng mày quá đấy. Úi dồi ôi. Snip như thần ạ. Snip không trúng một viên. Đã nát rồi. Gãi không ngứa zombie. Thế béo là không trúng một viên nào. Rồi đây đây đây. Lục không bắn trúng viên nào. Trời ơi, đùa bố à. Đấy đấy, nguy hiểm vào. Cứ thích nguy hiểm vào. Chết nhăn răng đấy. Đừng đùa. Bố mày khốn nạn công khai ở đây. Khốn nạn công khai ở đây. Rồi, cứ nguy hiểm với tôi đi. Tôi cân tất. Đéo bao giờ giả nai thính điện đâu. Chỉ có khốn nạn công khai là chính là ấn ST rồi. Đây. Đây, nhấp nháy này. Nhấp nháy, ô cái điện mới. Mà anh nồi. Hay bờ cờ lờ, tôi nằm xuống rồi hay gì nữa. Khen hay à. Rồi, chết rồi. Hay thì hay thật. Hay thì có hay. Nhưng hên nó không ủng hộ. Gì ấy. Ôi, tôi nắp đây, chính thức tuyên bố nắp đây. Hay vờ cờ lờ. Khen hay thôi. Tôi sẽ cho bạn lên tivi. Ấy như nãy mình cân nó hay sao ấy. Rồi hết giờ rồi, mình không nhây. Số tôi không nhây. Số tôi không nhây đâu. Kiếm XQ mà không được thôi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục liều mạng. Rồi bắn AWM thì chỉ có liều mạng nó mới vui thôi. Chứ không săn kill với lại không bút kill được. Cái khẩu này bắn nó không ngứa zombie, gãi thế nào được. Gãi không được. Mình chỉ muốn gãi thôi. Nhưng nó gãi không được thì biết làm sao bây giờ. Tôi biết làm thao. Đây, tôi sẽ đứng từ xa gãi cho anh em xem. Kêu bắn AWM mà vào trận zombie cứ bắn lục với lại cận chiến không thì không được. Tôi sẽ có một trận là đứng thẳng du. Gãi ngứa zombie cho anh em xem. Rồi, cây này gãi thì đúng là mắc truất. Không ngứa luôn đấy. Có pha lại snap. Các bạn nếu mà snap cây này quá nhanh thì nó sẽ không trúng người zombie. Còn các bạn snap chậm chậm một tí, dí tâm vào người thì sẽ trúng. Thế thôi. Nó là khốn nạn. Ôi, rớt rồi. Em rớt rồi. Còn 3 người. Cái điện mới. Rồi, chết luôn rồi. Hình yên trên này không biết làm gì. Rồi, tự dưng lại ngáo ngơ để zombie nó cào thì kia. Rồi, anh thay em ơi. Anh ơi, nguy hiểm quá. Rồi, không biết đi đường nào, thôi đi đường này đi. Trôn không tơ. Ôi, thế không qua kìa. Cái điện mới. Thấm lộ tôi. Thôi. Mất bà nó 5.000 tiếp rồi. Mặt dày. Rồi chết. Cái định mới. Trời ơi. Cắm lộ. Ô top 1 này. Đùa bố à. Nãy giờ cầm AWM gãi ngứa zombie vẫn lấy được top 1. Cạn lời. Rồi tổ này thì gãi thì nó không ngứa. Cơ bản thì chắc làm hero chém hơi bị nhiều. Đúng rồi. Trời ơi sao tôi chơi hay thế. Tôi lại chết đầu. Thằng này chơi ngáo thế này, méo chết. Ấy, rồi nguy hiểm với tôi này. Thằng tơ nó mới chơi. Mình đen quá, gặp ít thằng tơ lúc đầu. Để phải bỏ mạng rồi. Chúng ta sẽ đi thẩm du. Lên đây này. Quyết tâm là mình sẽ bắn AWM trận này. Email nào làm clip AWM mà không bắn được phát nào. Toàn lục bon bét. Đúng rồi. Cái điện bội. Ngứa không bạn ơi? Bạn xin tư vấn cho cái cảm giác là ngứa không? Ôi, cận chiến. Đúng rồi, không kịp. Đây, mình sẽ cho các bạn sức mạnh của cây AWM. Đấy các bạn thấy chưa? Khi mà các bạn bắn nhanh thì nó sẽ không trúng đạn. Yêu cầu các bạn bắn chậm lại thì nó sẽ dính. Đấy, là gì? Rồi, chắc mình sẽ đổi sang lục thôi. Bắn cây AWM, mẹ biết đời nào chết. Khô lời. Đúng rồi. Rồi, không được rồi, mình bắn cover kinh quá. AWM mà bắn cây, bắn zombie mà cản được nó mà. Rồi, bây giờ thì đã bị phát hiện. Rồi, em ý đã bị yếu rồi. Ôi, cái điện mới. Trời ơi, phái xoài. Cái thế mình chém đặc biệt thì nó đi rồi. Tiếp thế hả rồi. Không thì mình cầm cây lục mình bắn cho nó khoai. Thế mèo là mình cứ nghĩ là trận này bắn cận chiến đi em muốn biết nhiều rồi. Qua cận chiến. Rồi, tưởng chạy rồi chứ. Rồi, ôi, vãi, mình bay như thần ạ. Rồi một pha bay chơi thôi cũng dính phập y như thần. Cạn lời. Ở một pha tự dưng lại nhảy hai like. Cố lên, mình sẽ làm zombie thật tốt trận này. Từ từ thôi, chờ đội anh em lên với. Rồi, lên. Tất cả hãy lên nào. Follow me. Nhanh. Cái điện mệnh. Vãi nồi. Má khắm lọ rồi. Thế mèo nào. Bảo nó đi theo mà nó không đi theo thì bố thế nào chơi được. Phải đi theo tôi. Follow me. Đúng rồi, chế này. Một bé. Cái điện mệnh. Thôi, em té này. Tơ, thanh lý. Hàng thanh lý. Ô, cái điện mệnh. Tơ chết rồi. Thanh lý cái mắm gì bây giờ. Bây giờ tôi sẽ là người lên thanh lý. Rồi, không biết có được không. Ô, mình cầm y tá thì không thanh lý được rồi. Nát rồi. Y tá thì mới cao được nó thôi. Hủy diệt không cao được rồi. Hủy diệt không cao. À, yếu máu này. Hai thằng yếu máu. Yếu máu. Ô, cái điện mới. Không trúng một phát nào luôn ạ. Rồi, hai thằng yếu máu. Giết đi. Cố lên. Cố lên nào. Úi dồi ôi. Thôi xong rồi.